Những điều cấm kỵ trong hôn nhân một Thiếu sự tôn trọng trong hôn nhân, sự tôn trọng lẫn nhau là nền tảng cho một mối quan hệ vững chắc. Việc thiếu tôn trọng đối tác từ việc dùng lời nói xúc phạm, chỉ trích gay gắt cho đến không tôn trọng các quyết định, suy nghĩ hoặc cảm xúc của họ sẽ làm suy yếu tình cảm và tạo ra khoảng cách trong mối quan hệ. 2. Phản bội niềm tin, phản bội trong hôn nhân, bao gồm ngoại tình hoặc giấu giếm những vấn đề quan trọng là điều cấm kỵ lớn nhất. Sự trung thực và lòng trung thủy là yếu tố cốt lõi của một mối quan hệ bền vững. Phản bội niềm tin sẽ gây ra tổn thương sâu sắc và rất khó để khắc phục. 3. Thiếu giao tiếp hiệu quả, giao tiếp kém hoặc thiếu giao tiếp là nguyên nhân phổ biến dẫn đến xung đột và hiểu lầm trong hôn nhân. Việc không chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ hoặc vấn đề cá nhân có thể dẫn đến sự mâu thuẫn và sự xa cách. Hãy luôn cởi mở và chân thành trong việc trao đổi với nhau. 4. Kiểm soát quá mức việc cố gắng kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc sống đối tác từ thói quen mối quan hệ bạn bè đến tài chính có thể khiến đối phương cảm thấy bị gò bó và mất tự do sự tôn trọng không gian cá nhân và quyền tự chủ của nhau là cần thiết trong một mối quan hệ lành mạnh năm bỏ qua thời gian chất lượng bên nhau đắm mình vào công việc sở thích cá nhân hoặc các mối quan hệ khác mà quên dành thời gian chất lượng cho đối tác sẽ dần làm suy yếu mối quan hệ việc cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc ý nghĩa lắng nghe và dành thời gian cho nhau là cách tốt nhất để duy trì sự gắn kết 6. Không giải quyết xung đột, tránh né hoặc phớt lờ các xung đột, hy vọng chúng sẽ tự giải quyết là một hành động cấm kỵ. Xung đột là điều không thể tránh khỏi, nhưng cách xử lý xung đột mới là yếu tố quyết định mối quan hệ có vững bền hay không. Hãy đối diện với xung đột một cách xây dựng, cùng nhau tìm ra giải pháp. 7. So sánh đối tác với người khác, so sánh đối tác với người khác, đặc biệt là những so sánh mang tính tiêu cực có thể gây tổn thương và làm mất đi giá trị của họ. Hãy chấp nhận và yêu thương đối tác với những phẩm chất và khuyết điểm của họ, thay vì đặt họ vào những so sánh khập khiễng. 8. Lạm dụng về cảm xúc hoặc thể chất, lạm dụng tình cảm hoặc thể chất là điều tuyệt đối không chấp nhận trong hôn nhân. Bất kỳ hành vi lạm dụng nào, từ việc đe dọa, lăng mạ đến bạo hành thể chất, đều phá vỡ nền tảng của mối quan hệ và để lại những vết thương khó lành. 9. Không chia sẻ trách nhiệm, hôn nhân là sự chia sẻ và đồng hành. Không san sẻ trách nhiệm trong gia đình, từ việc chăm sóc con cái, quản lý tài chính đến công việc nhà sẽ tạo ra sự bất công và căng thẳng. Hãy cùng nhau thống nhất và chia sẻ trách nhiệm để đảm bảo sự công bằng và hài hòa trong gia đình. 10. Phớt lờ cảm xúc và nhu cầu của đối tác, không để ý hoặc xem nhẹ cảm xúc và nhu cầu của đối tác có thể khiến họ cảm thấy không được quan tâm và yêu thương. Luôn chú ý lắng nghe, thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu tình cảm, tình dục và cảm xúc của nhau là điều cần thiết để duy trì hạnh phúc trong hôn nhân. 11. Giữ bí mật hoặc giấu giếm vấn đề quan trọng, giữ bí mật hoặc giấu giếm những vấn đề quan trọng như tài chính, sức khỏe hay các vấn đề cá nhân khác sẽ làm giảm sự tin tưởng giữa hai vợ chồng. Thẳng thắn và chia sẻ với nhau mọi thứ để tạo nên sự minh bạch và tin cậy. 12. Đặt gia đình hoặc bạn bè lên trên hôn nhân, để gia đình, bạn bè hoặc bất kỳ ai khác can thiệp quá mức vào cuộc sống hôn nhân là điều cấm kỵ. Hãy luôn bảo vệ và ưu tiên cho mối quan hệ vợ chồng và đảm bảo rằng cả hai người đều cảm thấy mình là người quan trọng nhất đối với nhau. 13. Thiếu sự thấu hiểu và đồng cảm, không thể hiện sự thấu hiểu và đồng cảm với đối tác, đặc biệt trong những lúc họ cần sự hỗ trợ tinh thần, có thể làm họ cảm thấy cô đơn và bị bỏ rơi. Hãy luôn cố gắng hiểu và chia sẻ những cảm xúc khó khăn mà đối tác đang trải qua. 14. Bỏ quên tình cảm lãng mạn, hôn nhân không chỉ là trách nhiệm mà còn cần sự lãng mạn và yêu thương. Bỏ qua những cử chỉ lãng mạn, bất ngờ hay những lời yêu thương có thể làm mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo. Hãy luôn giữ lửa tình yêu bằng những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa việc tránh những điều cấm kỵ này giúp xây dựng và duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc bền vững và đầy yêu thương